Oppo F7 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cha đã lớn lên trong vòng tay của mẹ, thật tuyệt vời biết bao khi được đến đây. Nơi ngày xưa chàng lớn lên, nơi mẹ táo tận sớm hôm, à thì ra bấy lâu phải chi chàng nói về mẹ nhiều hơn, chàng kể về mẹ nhiều hơn, rằng luôn và mãi như thế. Của bạn từ vòng ghi âm, và lần này lại được gặp lại bạn. May quá là bởi vì chúng ta có đêm thi giải cứu cho nên tôi mới được lắng nghe một lần nữa giọng hát của Tuyên. Và khi mà nghe bài hát của bạn thì tôi nhớ đến một ca khúc trước đây, cũng là một sáng tác viết để dành tặng cho mẹ chồng, là
người đàn bà thứ hai. Dù cho con như thế nào thì con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là đấy là một cái bài hát mà dường như là của thế hệ các anh các chị mình ấy. Còn bây giờ với cái tư duy âm nhạc rất là mới và cái không khí rất là sôi nổi hiện đại thì bạn có một bài hát là Mẹ của chàng trai ấy. Rất là tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng Kim Tuyên. Nhưng mà có một điều này tôi cũng phải hỏi bạn là không biết là anh chị anh đưa ra cho bạn những từ khóa như thế nào? Dạ, em nhận được cái đề bài có những từ như sau ạ. Nếu phải chi, à thì ra. Rất là thú vị. Anh Chí chắc là không tưởng tượng nổi là bạn nghĩ ra chủ đề bài hát như thế đúng không ạ? Thật ra lúc đó thì cái cách mà làm việc của chúng tôi là thế này. Tôi bắt các bạn ấy để một cái máy thu sẵn, nhận đề bài là phải tuôn ra những câu nói của mình. Bởi vì đó là cái cảm xúc đầu tiên. Tuyên thật sự là cái người làm cho tôi ấn tượng nhất. Bởi vì bạn ấy có cái vốn văn học rất là tốt. Nhưng thật ra cuối cùng cái bài hát bạn ấy là không dùng nhiều những cái cảm xúc ban đầu đấy mà Tuyên xâu chuỗi lại thành một cái chủ đề rất là thú vị. Thật ra thì hôm nay là anh phải chúc mừng Tuyên. Em đã được hát đúng với lại cái sức của mình đúng không ạ? Ở lần trước gần như là bạn không hát được, hồi hộp quá. Hôm nay là bình tĩnh lại và mọi người mới được nghe đúng cái khả năng mà có thể hát của em. Em đã có một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn ạ. Chúng tôi cũng xin nhận được những lời chia sẻ từ các vị huấn luyện viên. Chị Giáng Son ạ, chị nghĩ như thế nào khi mà nghe cái ca khúc này? Phải là vòng 1 em hát bài Sài Gòn Tôi Mưa đúng không? Khi mà anh Chí gạt cần là xúc động quá và... Là mưa luôn. Tôi mưa đúng không ạ? Quả thực là tôi rất là vui khi mà hôm nay được nghe bài hát thứ hai của em. Một bài hát rất là đáng yêu. Và hơn nữa có cái chủ đề phải nói là rất là lạ nha. Đây là một cái lời tâm sự, cái lời rất là đáng yêu giữa hai người phụ nữ. Và mình cảm thấy biết ơn về cái người mẹ đấy khi đã sinh ra một chàng trai tuyệt vời để cho mình đúng không ạ? Tôi rất là mừng khi hôm nay em đã vượt qua sự sợ hãi một cái sân khấu lớn và hát đã tự tin hơn. Thế nhưng mà dường như là vẫn chưa tự tin hẳn 100%. Nhưng mà thực sự là tôi thấy rất là mừng. Cái gạt cần của anh Chí đã không đáng tiếc, đã không phí. Tôi lại muốn cái bài này nó ở vòng tranh đấu chứ không phải vòng giải cứu đâu. Tôi rất là tiếc. Tôi muốn hỏi nhạc sĩ Đức Chí là tại sao? Đúng vậy. Tức là lúc mà lên để trình diễn thì là bảy vẫn còn luống cuống và vẫn còn rung và vẫn còn... Và thậm chí là còn một cái đoạn bridge nó hơi lê thê đằng sau nữa là mẹ ơi cho xin con được cho con xin được làm dâu của mẹ này cái nọ nữa. Và tôi mới nói rằng là thôi cắt bỏ dẹp mấy cái đó đi hết. Bao giờ mà làm dâu thật thì hẳn nói bây giờ mới có yêu thôi, mày đặt làm dâu cái gì. Cho tôi ngắt lời anh Đức Chí một chút. Thật ra thì tôi là người mà rất là sung sướng khi nghe một cái cơn gió mát, một dòng nước suối nguồn chính là em. Đây là em là đội anh Chí, nhưng đội của tôi cũng thấy có những bạn rất là tốt. Nhưng mà đúng là hôm ý và cái thời gian ghê gớm mà các bạn phải bốc thăm với nhau, chia đấu cặp từng loại một. Nên là thật sự là rất là tiếc. Và quả thật hôm nay đúng là Suy Mê So nghĩ ra một cái vòng này là vòng giải cứu, phải nói rất tuyệt vời để chúng tôi được thưởng thức. Cảm ơn Tuyên rất nhiều. Và anh nói lại một lần nữa là em chính là một cái cơn gió mát của cái âm nhạc Việt Nam hiện nay. Chúc mừng em. Vâng ạ. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh ạ. Anh ngồi đây thì anh cảm thấy là hơi có một chút tiếc nuối là cái hôm mà vòng đầu tiên anh không gạt cần để ủng hộ em, mặc dù anh rất là thích cái bài nhạc của em. Đến ngày hôm nay thì phải là chúc mừng em, bởi vì là em đã thể hiện được đúng khả năng của mình, chứ cũng không phải là vượt qua chính mình hay là không phải là cái gì ấy cả. Bởi vì thực ra cái khả năng của em rất là tốt, nhưng chỉ có điều chắc là vì em còn rụt rè quá và em còn chưa quen với sân khấu lớn. Đấy, mỗi một lần như này em sẽ quen thuộc hơn và trưởng thành hơn. Nhưng mà phải nói về tư duy về âm nhạc và tư duy về cả lời văn các thứ nữa, anh rất là thích, rất là hay. Anh vẫn nhớ cái lần trước anh có nói với em câu đó, tức là em sẽ có rất là nhiều gây nhiều bất ngờ và sau cuộc thi này chắc chắn là em sẽ tạo được rất là nhiều thì cái thứ hay ho. Và anh hôm nay thì anh càng chắc cái điều đấy. Chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Và bây giờ thì tôi nghĩ là bạn đã gọi là nịnh đi người mẹ của người bạn trai mình một cách thành công. Bây giờ bạn làm sao bạn nịnh quý vị khán giả để mà bình chọn cổ vũ cho bạn? Dạ vâng ạ. Mình tên là Kim Tuyên và bài hát của mình là Mẹ của chàng trai ấy. Mọi người ủng hộ cho mình ạ. Xin cảm ơn. Dễ thương quá. Và hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau một lần nữa. Cảm ơn.